Huyện Hòa Vang cũng vừa tổ chức gặp mặt và tặng 137 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã Cánh Bắc gồm Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Ninh và Hòa Bắc. Tại đây, mỗi trường hợp được nhận một phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và một suất quà. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ người nghèo huyện Hòa Vang và chùa Linh Ứng Bà Nà hỗ trợ. Dịp này, đại diện lãnh đạo huyện Hòa Vang còn đến thăm tặng quà và chúc mừng năm mới gia đình ba mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã Hòa Liên. Cũng nhân dịp này, huyện Hòa Vang tổ chức gặp mặt và tặng quà xuân yêu thương cho 200 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã Cánh Tây gồm Hòa Phong, Hòa Dương, Hòa Khương, Hòa Phú. Mỗi trường hợp được nhận 500.000 đồng tiền mặt và một phần quà.